Hôm nay mình quay mình giới thiệu cho các bạn một số mã mà chính hãng hàng xịn, hàng cao cấp nhất cho cô chú anh chị. Thứ nhất là mình giới thiệu cái ắc trước nè. Cái ắc chính hãng thì mình quay từ camera cô chú anh chị thấy nó sẽ hai lớp. Cô chú anh chị nhìn nè, hai lớp. Nó hai lớp như vậy nè. Như là ắc hai lớp là ắc chính hãng nha cô chú anh chị. Cái điều mà ắc chính hãng là nó sẽ đắt tiền gấp đôi cái ắc không chính hãng. Là cô chú anh chị giá trị cái ắc là hai lớp nè. Đó cô chú anh chị thấy hai lớp. Thì mình bán, mình hướng dẫn cho cô chú kiểm tra ắc chính hãng luôn. Thì muốn khỏi bận tâm cái đó thì shop mình giống như lựa hàng cho cô chú anh chị để xài luôn rồi. Cứ mua shop HTK là chuẩn rồi. Thì đây là cục bố nha cô chú anh chị. Cục bố này cắt chưa vậy? Gọc dùm cục bố ra luôn. Cục bố LCD là hàng cao cấp nhất nha cô chú anh chị. Thì trước khi đi mình cũng cắt ra. Tại vì mỗi cái siêu mình gọc ra mình kiểm mẻ bố trước một cái. Đó, gọi là kiểm mẻ bố rồi chứ gì, nhiều khi mẻ cũng gì đó mà mình kiểm kỹ vậy đó, mà đi nhiều khi tới nơi cũng mẻ chút đỉnh rồi chứ gì, cũng thông cảm nha. Nhiều khi bắt bẻ có hột gạo không mà cũng bắt mình tùm lum hết cô chứ anh chị. Trước khi đi mình kiểm hết rồi. Đó, chính hãng nè, bố dài. Mua gì mình sọt vô cái nồi của mình chả biết chừng nào mà hư rồi chứ anh chị. Nè, chính hãng. Lò xo nè, lò xo mà nhìn cái lò xo chính hãng thôi là cô chú anh chị cũng biết riêng rồi. Lò xo này là nó xài chung cho mấy dòng xe nha cô chú anh chị. Là nó có tính ký á, lò xo cái là 35 kg, sử dụng cho SH150 nè. Thì những chiếc Vario á mình cũng sử dụng được luôn. 150 là sử dụng ok hết nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp. Nói chung là nhìn cái màu chất của lò xo thôi. Thì ký mấy thằng mà chính hãng ký gì mình mới tin nổi, chứ bây giờ mà mua trôi nổi ngoài thị trường người ta muốn ghi nhiều ký thì ghi. Thí dụ như người ta không đúng ký, thí dụ như 40 kg mà người ta ghi 35 kg, hoặc là mình cần cái lò xo 29 kg người ta đưa cái lò xo mà 35 kg người ta nói 29 hay 31 kg thì không có cái gì kiểm chứng được cái số ký nào hết cô chứ anh chị. Đó, mình nói vậy. Rồi rút giùm cái bu ly ra. Cái bu ly thì cẩn thận không có đụng tay vô được. Đụng tay sẽ có dấu tay nha cô chú anh chị. Thì mình chỉ mở sơ ra cho cô chú anh chị xem thôi. Tới đây thôi. Thì đối với cái mã LCD rất là ngon này, người ta có đóng phốt chấn bụi đây nè. Đóng cái phốt á. Nè cô chú anh chị để ý. Yeah. Thì LCD là những cái đời Vario 100 á. 100 á, 25-150 là vẫn xài chung bộ nồi và xài chung với cái bộ nồi của AB125 nè. Rồi á, nó khác nhau ở cái lò xo trụ và cái trọng lượng bi. Thì những cái đó cô chú anh chị có thể đi là bi 16g nè, bi 18g, hoặc là lò xo trụ của SH, hoặc là của BCX, hoặc là của AB125. Thì ba cái lò xo trụ đó cô chú anh chị đi được. Cô chú anh chị muốn trải nghiệm cái nào tùy trải nghiệm. Trải nghiệm cái nào thích thì mình dừng lại ở cái trải nghiệm đó nha cô chú anh chị. Đó là tự cô chú anh chị cần chỉnh nồi. Thì cái nồi chính hãng không ai bao nha cô chú, mình chỉ bao cam kết là bán cho cô chú anh chị là hàng chính hãng. Còn cô chú anh chị đi vô hãng, thậm chí mình mua cây dên hay gì sách từ hãng vô, mình nói câu bao đuổi mình về liền luôn cô chú anh chị. Vô hãng mà nói bao bao đuổi chạy mất dép luôn.